Yo, hello nha, chào mọi người nha, chúng ta trở lại với channel của mình đây, từ từ đường phố đấy mọi người nha. Xin chào tất cả anh em game hay tại là chiến mình đây, từ từ đường phố đấy bạn. Ok, quay trở lại video trước và video cho anh em xem video bẻo lại xe đang kênh đúng cái bài nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi săn cốt hút quả vui chơi sự kiện mới của Nami anh em. Ok, nói là săn cốt thì cũng chả đúng anh em, chúng ta đi cập nhật sự kiện mới đó, xem là chúng ta có sự kiện gì không anh em. Hiện tại thì xem nào anh em, ghé fanpage luôn. Ai cũng ngồi hóng sự kiện web nhưng mà tôi nghĩ chắc chả có đấy anh em. Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là mùng mấy ta? Hôm nay là mùng hôm nay mới mùng 6 à? Hôm nay mới mùng 6. Rồi mai mùng 7, thứ ba anh em. Thứ ba là chúng ta sẽ là mùng 8 tháng 3 đấy. Hiện tại nhà phát hành có đăng mỗi sự kiện đó là chiến trường thôi anh em. Đây chiến trường các bạn. Hết. Anh quanh thì còn có mỗi cái giờ ngồi hóng cái sự kiện tương mới đấy thôi anh em này. Đây anh quanh có mỗi sự kiện tương mới anh em, đến hết mùng 7 là hết luôn. Thế là vào hôm thứ ba đây anh em, mùng 8 đấy là khả năng phát quà không chưa biết đấy, hóng thế thôi. Rồi giờ quay trở về con nạc S33 tôi anh em, con nạc VIP 12 mà hơi liệt tí đây anh em. Rồi hốt quà lượm lúa anh em. Tôi vừa quẩy qua tí xuồng quay. Quay làm một vòng xúc xắc anh em, quà nào. 75 thùng bia thôi à? Hơi ít nhỉ, hơi ít so với dự kiến anh em. 75 thùng bia. Phòng mới sáng. À có dương nhân phẩm này anh em này, lại có dương nhân phẩm. Thế hôm qua mấy ông cứ nhắn tin kêu ui anh mở kiểu gì ngay với lại kiểu gì anh mở ra đâu bộ kiếm gì. Thế biết đâu anh em, kiểu hôm qua các bạn xem lại clip là thấy à. Tôi đi bấm mù mà anh em kiểu cũng chẳng nghĩ nó ra đồ ngon này, ấn mở thì mở thôi. Nói chung là kiểu mở dương, mấy dương đấy bây giờ qua giờ nghĩ là ra đồ ngon anh em. Thì tôi nghĩ bấm mở thì đây tôi bấm mở rồi anh em, thế mà mở quái nào lại ra được ngay một bộ kiếm xí anh em, ngon thật sự ạ. Cái tô bất ngờ mà các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi săn tướng correct mới anh em nhé, sau đó săn cốt quà sự kiện luôn. In mà lem thùng bia các kiểu anh em, các bạn quẩy đâu rồi? Correct anh em được em mấy rồi? Thì hiện tại correct của anh em đang lên em mấy rồi? Comment coi nào anh em. Vẫy tay chào nhau cái nào các bạn. Đó, em mấy rồi, vẫy tay chào nhau rồi anh em. Xà bo này đi luôn đi. Ok, đổi linh chi luôn. Rồi. Tôi sẽ gom tất cả thùng bia về sau đó bắt đầu mới quậy anh em nhé. Marco này, lên luôn đi. Ok, Marco anh em. Tính ra là cũng chả chơi đâu. Thật sự Marco tôi gần như cũng chả chơi anh em. Xếp góc 20 thùng bia đây nữa. Tí nữa lộn anh em, chỉ đẹp rồi rú mà đi hủy thôi. 6 rồi ok các bạn được qua. Thế là xong nhá. Xong vụ đồ linh chi. Tiêu phí kim cương, nếu không kim cương mà tiêu phí. Xốp cỏ bốn lá. Ok. Được 26 à. Đúng 26 lần các bạn, 130 thùng bia anh em. Thiếu mất 20 thùng chỗ này nữa. Hiệu rank S có 100 nè. Rồi. Rồi ok các bạn tạm thời thì đã. Chích này túi nào. Chúng ta có 225 thùng bia và 200 cốc bia vàng. Thế này chắc tôi bèm cốc bia vàng cho anh em để săn luôn sự kiện tướng mới nghe. À quên, săn triệu triệu tập hải tặc luôn anh em. Làm luôn cái triệu tập hải tặc. Ok, 200 thùng bia vừa tầm chơi sự kiện luôn. Vừa tầm đẹp các bạn. Rồi tiếp nào. Ok các bạn. Pepo, tiếp anh em. Pepo, rồi tiếp tục các bạn, tiếp tục anh em. Tới nào. Ok tới luôn đi anh em. Sanri Ivan có không biết là này correct có ra được đây không nhờ. Tính ra biết là này correct có dễ ra chỗ này không anh em. Khu vực 1.000 điểm ở trên anh em, điểm tích lũy á, không biết là có dễ ra không các bạn. Hoài tôi con nạc, con nạc tôi mới được bốn mấy mấy nghìn điểm cho nên tôi đã vào làm clip giờ anh em, làm clip săn tướng không cần thùng bia anh em.
Thế nào? Tiếp tục anh em. Iruma. Rồi, mời tiếp. Ivankov. Sắp xong đoạn này chắc đủ anh em. Ta lấy thêm hai cháu thông minh minh mẫn nữa là lượm lúa hốt quà thôi anh em. Hốt hết về luôn. Form được cháu nào đây? Xanh, tứ hoàng xanh. Tứ hoàng xanh à. Chopper này. Anh em, lên cháu này đi. Hai cháu. Luffy không? Mì hoa các bạn rồi. Xong luôn nhiệm vụ triệu tập hải tặc anh em nhé. Lượm hết luôn. 40 thùng bia, form đồ các kiểu anh em. Rồi. Ok các bạn. 20 lần đúng không? 4 lần anh em. Để tôi test thử đây trước xem nào. Không biết là có ra được crack đây không nhờ. Mà nghĩ nhân phẩm nếu mà ra được thì cũng ngon đấy nhá. Đúng không? Nếu mà nhân phẩm thì ra được cũng ngon anh em nhưng mà khó quá. Rồi hiện tại chúng ta được 295 thùng bia các bạn, thiếu 5 thùng bia nữa anh em. Cay thế nhờ. Nó đập hết sự kiện thì kiểu gì tím có anh Luffy PM. Khởi động chúng ta ra được Luffy PM anh em. Moria luôn ạ, hai cháu luôn ạ. Ngon đấy. Ngon lành ngay từ những phút khởi đầu các bạn. Nếu ra thêm được hay không thì chưa biết anh em nhé. Ngon lành ngay từ những phút khởi đầu. Tiếp tục. Jinbe luôn anh em, ba cháu luôn ạ. Kìa ngon lành thật các bạn. Chuler. Tiếp tục. Ok anh em tiếp tục nào. Ba cháu S rồi. 300 thùng bia này được bao nhiêu cháu đây? Chỗ ra là crack không anh em? Usopp 4 cháu bạn. Quan trọng phải ra được crack các bạn. Ra được crack thì mới ngon được. Correct. Rút 5 cháu luôn anh em. Đùa ngon đấy nhờ, nhanh đấy. 5 cháu rồi anh em, chỉ 5 cháu S rồi nhưng mà chưa thấy cháu correct nào. Thôi nào, vẫn đây 2 cháu thôi cũng được rồi anh em. Pet nhân phẩm nhau cái nào. Ok, pet nhau cái nhân phẩm nào bạn ơi. Là trời. Một cháu đầu tiên anh em nhá. Lượm nứa anh em, một cháu đầu tiên. Rồi rồi, tiếp tục nào, 300 thùng thôi nhưng mà nên em 1 E2 là được rồi, vui vẻ. Cháu nữa nào. Nói chung correct anh em. Ui 6 cháu này anh em, 7 cháu S này. Thế là 300 thùng bia này trông thế mà nhân phẩm gớm nhờ. 7 cháu S anh em. Thôi thêm cháu correct đi, correct. Thần chú anh em, correct. Chắc nó tech correct đâu rồi. Chúng tôi triệu hồi anh về nhà máy sản xuất bánh quy. Sugar King. Smoker. Ok được một cháu correct à. Moria. Ui, 8 cháu anh em. Ngưỡng 89. Chả nhớ 8, hình như 8 cháu anh em, 8 cháu S. Wow, khét nẹt các bạn. Nhưng mà không ra thêm correct rồi. Ok, chúng ta không có thêm correct rồi anh em. Rồi. Được 25 cốc bia vàng nữa, 25 thùng bia nữa. Liệu có correct ở đây hay không? Thôi nào, vớt cho nhau thôi nào, một cháu correct thôi. Cũng không có anh em. Một cháu correct thôi nhưng mà cũng không có anh em nhé. À, tiếp tục anh em. Được 33 rồi. Ăn pool luôn anh em để đánh crack cho này luôn. Thêm 40 thùng bia các bạn. Tính ra nếu hôm nay bên kia là 60 thùng ấy, nhưng mà thôi anh em, tôi ăn pool hết đường này luôn. Cố gắng để pool đường này được thì để pool đường này anh em, nên mát pool để đánh cho crack bên này luôn.
Ok, chả biết là chúng ta được 40 thùng bia rồi. Đó. Ok. 20, 21. Mình là còn ra correct hay không mới quan trọng các bạn. Trời ơi, làm nào làm anh em bây giờ chỗ này ra được correct mới quan trọng các bạn. Còn đâu không ra được correct thì có nói thế nào nó cũng chỉ vậy thôi anh em. 9, 30. Nói thế nào chẳng nữa anh em, vẫn đang phải là correct 40 thùng nào. Xin một anh correct nào. Kìa, correct, correct đâu rồi, correct, correct, correct đâu rồi. Ô kìa, bét nhân phẩm thật anh em. Oh man, thấy không, thấy không? Vớt, vớt, vớt các bạn, vớt được kìa. Thề 300 thùng, ui, hai cháu nó luôn các bạn. Oh. Ngon anh em, thề con nào này bét nhân phẩm luôn rồi ạ. 300 thùng bia mà bằng ngang ạ, bên nào tôi rồi anh em. Quá đỉnh, và thêm correct nào. Correct, 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 correct. Không ra anh em. Ở đây. Có hay không? Xin nào, một cháu correct. Đồ Flamingo. Ồ, rách à? Không, correct cơ. Mangalan. Robin. Big Mom. Hàng này thì mở luôn anh em, hàng này thì mở luôn. Vì là nó cũng đang cần mấy cháu trên này rồi. Ok, 6 cháu các bạn. 6 cháu thì mới lên được 10 sao. Ui nhưng mà 300 thùng lên được 10 sao rồi anh em. Thiếu một form nữa 11 sao rồi. Bằng mới tôi đập 600 thùng bên đạc tôi ở đâu nữa. Nhà này mà đập pool là gần E2. Trời ơi, đỉnh đấy nhờ. Good job anh em. Ok, một phang nốt cốc bia vàng đủ luôn ạ. Ồ, thế thì quậy thôi anh em. Nó quậy hết tầm sự kiện luôn nhá. Đấy, không quậy thôi anh em, đã quậy được hết tầm sự kiện. Nói em tôi nhớ tôi đập dư ra đúng không? Đâu, không đủ các bạn. Như con dư nhưng mà không đủ các bạn. Giờ ngồi úp crack thôi. Úp crack thì lên nhận được thêm ít dương đồ thôi. Đây nào. Ok, nhưng mà ngon anh em. Trời ơi, tuyệt vời của nó luôn các bạn. Được của nó luôn anh em, quá tuyệt vời. Bét nhân phẩm ở đây các bạn, hai lần ạ. Ui, ạc tối mà ra được như vậy ngon rồi, giờ E2 rồi anh em. Thẻ đúng mình nhỏ thật anh em, ạc chính lúc nào vậy anh em. Chơi game lúc nào cũng thế, ạc chính thì không bao giờ ra gì, nhưng mà ạc phụ thì lúc nào cũng tuyệt vời. Xuất sắc 10 điểm luôn anh em, chứ không phải không ạ. Ạc chính thì không được một cái gì gọi là ra hồn người cả. Thế mà phụ lần nào thế anh em, trước săn cháu cho nó nhỉ, rách hẳn hán à, rách hẳn này Kinomon thì tôi nhớ cũng y chang này luôn các bạn. À chính thì săn nói mắt lên được 10 sao, học phụ lên tận E2. Đây gọn 10 sao luôn ạ, đúng đời. Evan. Thức tình cờ rách anh em, rồi, đúng thời tới cản không kịp anh em, thề. Tới cản không kịp anh em, quá đỉnh luôn ạ. Giờ mà thêm một cháu nữa là nên được E1 rồi anh em, là bằng bên là chính của tôi đấy. Chính tôi đập 600 thùng bia mới lên được E1 các bạn. Đây mới hết có 300 thùng thôi mà đã khả năng E1 rồi. Correct đâu. Không ra anh em. Ok, nói chung thì video sáng nay thì cũng cập nhật qua sự kiện linh tinh cho anh em thôi. Hốt quà thì quậy sự kiện này rồi anh em. À, chúng ta còn cái dư nhân phẩm gì mở lốt đi anh em. Thề biết đâu thời tới cản không kịp các bạn. Đi thôi. Không anh em đủ một sao vứt đi luôn đi ạ. Thôi, bye bye anh em nha.